Man United tiếp đón AC Milan với lợi thế sân nhà, tinh thần và đối thủ lại còn thiếu vắng nhiều trụ cột như Theo Hernandez, Ante Rebic, Ismail Benacer và đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic. Với lối chơi phòng ngự đầy cố gắng, nhưng rốt cuộc Quỷ Đỏ vẫn không thể bảo vệ chiến thắng trước AC Milan về bàn thua vào đúng phút 90+2. Tài năng trẻ Amad Diallo trong lần hiếm hoi được đá chính để mở tỷ số cho trận đấu ngay phút 50 với một pha đánh đầu đầy cảm giác. Trước khi trung vệ người Đan Mạch Simon Schär của bình tỷ số ở những phút bù giờ cuối cùng, một đều là tỷ số chung cuộc của trận lượt đi vòng 1/8 Europa League. Trận lượt về giữa Manchester United và AC Milan sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 3 tới. Một số kết quả đáng chú ý khác vào đêm qua: Granada có được chiến thắng 2-0 trước Molde, Tottenham cũng nhận được chiến thắng 2-0 trước Dinamo Zagreb, Olympiacos được thua 1-3 trước Arsenal, Roma đánh bại Shakhtar Donetsk 3-0, Slavia Praha và Rangers hòa nhau 1-1, Dynamo Kiev được thua 0-2 trước Villarreal, trong khi Ajax có được chiến thắng đậm đà 3-0 trước Young Boys. Nguồn tin uy tín kicker khẳng định huấn luyện viên Joachim Löw sẽ triệu tập Thomas Müller cùng với Mats Hummels trở lại đội tuyển quốc gia để tham dự Euro. Với hai nhân tố thủ lĩnh và giàu kinh nghiệm, Joachim Löw hy vọng sẽ vô địch giải đấu cuối cùng với đội tuyển Đức. Về mặt chuyên môn, cả Thomas Müller và Mats Hummels đều được đánh giá là những sự bổ sung tuyệt vời vào thời điểm hiện tại. Kỳ Euro diễn ra vào mùa hè tới đây sẽ là giải đấu cuối cùng của Joachim Löw trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Đức. Chiến lược gia 61 tuổi chắc chắn muốn khép lại triều đại 15 năm dẫn dắt Di Maria ở một màn trình diễn tốt nhất cũng như đạt thứ hạng cao nhất. Theo Daily Mail, Chelsea đang nhắm đến ngôi sao chỉ cánh Kingsley Coman như một phương án thay thế tiềm năng nếu như Christian Pulisic ra đi. Chủ tịch Abramovich được cho là rất ngưỡng mộ Coman từ lâu và vốn có lẽ là phương án thay thế nó không giữ chân được Callum Hudson-Odoi, người từng ở rất gần với Bayern vào năm 2019. Kingsley Coman được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp với triết lý của Thomas Tuchel. So với Pulisic, Coman nhanh nhẹn và chăm chỉ hơn, chưa kể còn đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hai cánh. Đây là mẫu cầu thủ chạy cánh mà Thomas Tuchel đặc biệt ưa thích, giống như cách mà ông trọng dụng Hudson-Odoi từ khi gặp bên Stamford Bridge. Cho dù bị loại sớm ở Champions League và thất thế tại Serie A, Juventus vẫn đặt trọn niềm tin vào Andrea Pirlo và chuẩn bị lên kế hoạch đại tu đội hình cho huấn luyện viên người Ý. Fabrizio Romano nói trên trang cá nhân: Juventus đang lên kế hoạch đại tu đội hình. McKennie, Chiesa, De Ligt, Szczesny sẽ là một phần trong kế hoạch này. Tương lai của Ronaldo cũng sẽ được xem xét lại, trong khi Aaron Ramsey sẽ phải ra đi. Pirlo đã nhận được thông báo ông sẽ tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ trong mùa tới. Theo tiết lộ của Romano, tương lai của Ronaldo là chủ đề nóng không kém gì so với Pirlo. Hợp đồng của cầu thủ người Bồ Đào Nha còn thời hạn đến năm 2022. Nhiều ý kiến cho rằng CR7 là một phần nguyên nhân lớn khiến chơi đội bóng này mất đi sức mạnh. Manchester United được cho là có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh chiêu mộ hậu vệ 18 tuổi người Bồ Đào Nha Nuno Mendes. Mendes trưởng thành từ lò đào tạo của Sporting và đang chơi cho đội 1. Theo Abula, Man United có mối quan hệ khá thân thiết với Position Number, công ty đại diện của Nuno Mendes, sau khi thương vụ bắt tay thành công trong thương vụ Bruno Fernandes. Position Number cũng là công ty đại diện của Bruno. Hiện tại, hậu vệ trái 18 tuổi Nuno Mendes được Transfer Market định giá 17 triệu euro, nhưng Sporting hét giá lên đến 73 triệu euro. Đây cũng là điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ trẻ này với câu lạc bộ Bồ Đào Nha. Theo tiết lộ của Thomas Partey, tiền vệ người Ghana chỉ có 2 trận ra sân với nền tảng thể lực tốt nhất kể từ khi gia nhập Arsenal. Đúng vậy, tôi chỉ có ít trận đấu ra sân với trạng thái tốt nhất, đó là trận đấu trên sân của Man United và Wolverhampton. Khi đó, tôi đã thể hiện được tốt khả năng của mình. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thể trạng tốt nhất và thi đấu nhiều hơn. Khi ra sân với trạng thái tốt nhất, Thomas Partey đã lại dấu ấn rất rõ rệt trong đối chơi của Arsenal. Không chỉ đánh chặn hiệu quả, cầu thủ người Ghana còn tạo nên sức bật khá lớn cho hàng công của Arsenal. Theo Siam Sport, Chanathip sau Brazil vừa gặp chấn thương cơ. Tuy nhiên, sau quá trình thăm khám, chấn thương của Chanathip không quá nghiêm trọng. Anh không bị rách cơ và chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần là có thể trở lại sân cỏ. Đây là chấn thương thứ tư của Chanathip trong 6 tháng vừa qua. Hồi đầu tháng 9 năm 2020, Chanathip dính chấn thương háng và phải nghỉ thi đấu 2 trận. Đến tháng 11, tiền vệ của Consadole Sapporo gặp chấn thương gân kheo và lại tiếp tục nghỉ thi đấu 1 tháng. Những chấn thương khiến Chanathip không có được phong độ tốt. Anh đá 18 trận cho Consadole trong mùa giải trước và có đúng một bàn thắng.
Mùa này, Chanathip cô chỉ mới ra sân có 2 trận và có được 1 bàn